Chỉ trong vài ngày, thế nhưng chúng ta đã nhận được khá nhiều những thông tin đáng lo ngại về tốc độ lây lan của virus COVID-19 lần thứ hai tại Việt Nam. Quốc Bình cũng như rất nhiều người dân lúc này có một chút lo lắng, nhưng bên cạnh đó là niềm tin được đặt vào các y bác sĩ cũng như là các cán bộ y tế và các cơ quan chức năng đang ngày đêm sẵn sàng làm nhiệm vụ ở những điểm nóng nhất. Với mọi người thì có lẽ đó là trách nhiệm, nhưng với chúng tôi thì đó là sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ y tế, các y bác sĩ cũng như là các lực lượng chức năng. Chúng tôi không biết nói gì nhiều, chỉ là những lời chúc sức khỏe và may mắn gửi tới tất cả các y bác sĩ, các cán bộ y tế và các cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ. Và với Quốc Bình cũng như là nhiều người dân khác thì chỉ biết sẽ cố gắng nhắc nhở nhau cùng thực hiện những điều đơn giản nhất để chung tay góp sức, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua được đại dịch COVID này.